Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin vụ 39 sắc lệnh được dựng thành phim Anh Quốc muốn vả vào mặt Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào. Có thể nói làm công nhân dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là khó khổ trăm bề, mất tự do, mất quyền làm người, bị bóc lột, sống nghèo đói nên hàng năm có đến hàng trăm ngàn người phải rời bỏ quê hương. Người Việt đi đến đâu cũng bị khinh bỉ vì kém văn minh hay ăn cắp, bởi vì họ đã sống trong một xã hội đầy rẫy tội phạm và ai cũng tham lam. Xã hội này do chính Đảng Cộng sản tạo ra chứ không ai khác. Người Việt Nam quá bất hạnh khi bị Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị trong thời gian rất dài. Người Việt đã vượt biên sang các nước châu Âu sống bất hợp pháp là chuyện xảy ra nhiều năm nay. Mặc dù ngay cách ngày 30 tháng 4 năm 1975 quá xa, nhưng mà làn sóng tị nạn vẫn cứ tiếp tục diễn ra như cách đây 4 thập kỷ vậy. Quả thật là rất đáng sợ. Vụ 39 người chết trong xe đông lạnh trên đường vượt biên từ Pháp sang Anh cách đây vài năm là một nỗi đau rất lớn. Đó là tiếng chuông báo động cho tình trạng người Việt Nam vượt biên trái phép. 39 mạng người ấy làm chấn động cả thế giới, làm cho người Anh bàng hoàng, nhưng chính quyền của Đảng Cộng sản thì xem như chuyện thường ngày ở huyện. Họ gần như không có thái độ gì đáng kể để hạn chế tình trạng người Việt bỏ chạy. Trong nước, người dân vẫn sống như là trại tù, mất tự do, mất quyền làm người, mất cơ hội làm giàu chính đáng, vân vân. Có thể nói trên thế giới không một chế độ nào vô cảm với mạng dân như chế độ tại Đảng Ba Đình. Đây là hình ảnh hãng tin BBC của Anh Quốc đã làm phim tài liệu về 39 cái chết thương đau tâm. Vào tháng 9 năm 2019, 39 người Việt Nam đã bị chết trong container đông lạnh khi tìm cách vào Anh. Có lẽ không có cái chết nào kinh khủng hơn như thế. Khi 39 người nhận ra là mình sắp chết trong một chiếc quan tài khổng lồ, đóng kín bằng sắt thay cho vì tương lai tươi sáng mà họ mong chờ. Còn hơn cả bị chôn sống ở Campuchia, còn hơn cả bị xịt hơi ngạt trong các trại tập trung ở Phát xít Đức. Sự xem thường sinh mạng của người dân được Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện như thế nào trong thời gian qua? Tất cả các thảm kịch khiến nhiều người chết, nhiều người bị ảnh hưởng đều khiến cho rất nhiều người quan tâm đến các nguyên nhân dẫn đến thảm kịch này. Từng là cá nhân trong cộng đồng tự nguyện bỏ đi rất nhiều mối quan tâm khác để dồn sự chú ý đến sự kiện thảm kịch. Tự quàng nên chấn thương tâm lý vào mình. Đó chính là động cơ thôi thúc họ tạo ra sức ép dư luận, buộc những người có thẩm quyền phải đưa ra giải pháp ngăn ngừa những thảm kịch tương tự có thể xảy ra trong tương lai. Nhưng dù có tạo dựng sức ép thế nào cũng không lay động được chính quyền của Đảng Cộng sản. Cho đến nay, thảm kịch này cũng sẽ bị rơi vào quên lãng như những thảm kịch tồi tệ đã từng xảy ra trước đó. Và cũng không chắc rằng trong thời gian tới sẽ lại không tiếp tục xảy ra những thảm kịch tương tự như vậy. Vụ cháu bé mới đi học bị chết vì để quên trên xe, còn đưa đón học sinh cháy trong nhà máy bóng đèn phích nước dạng đông khiến thủy ngân bay ra ngoài, ô nhiễm dầu tràn nước sông Đà, bão lũ ngập hết năm này qua năm khác, vân vân. Tất cả mọi sức ép dư luận sẽ lại bị cuốn theo rừng cờ đỏ sau mỗi lần đội tuyển bóng đá Việt Nam thắng trận. Sự kiểm soát xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm cho xã hội Việt Nam trở nên như thế. Xã hội bất an, người dân thực sự không có người đại diện cho các vấn đề cộng đồng, dù cho có rất nhiều hội đoàn nhà nước, có hội đồng nhân dân các cấp, có quốc hội. Hãy hỏi mỗi người dân, có mấy ai nhớ tên người đại diện cho mình ở các hội đồng nhân dân, ở quốc hội hay một hội đoàn nào đó mà họ là thành viên hay không? Đây là hình ảnh chiếc xe đông lạnh gây ra 39 cái chết thương tâm. Khi không còn có người đại diện thực sự, chuyên nghiệp, toàn tâm, toàn ý thì sẽ không thể có người tiếp tục theo đuổi gây sức ép lên những người có thẩm quyền. Để giải quyết các vấn đề trước mắt, để ngăn ngừa sự kiện tương tự sẽ tránh xảy ra trong tương lai. Sau một vài tuần xảy ra sự kiện, người dân lại quan tâm đến các sự kiện gần gũi với mình là lo cày cấy và kiếm tiền, kiếm miếng ăn, vì làm công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kiếm không ra miếng ăn thì lấy đâu thời gian để người ta lo về các vấn đề khác. Nếu không có người đại diện thực sự, chuyên nghiệp, mọi chuyện lại tiếp tục rơi vào quên lãng. Chấn thương tâm lý của một người dân, của cả một tập thể sẽ lại bị tỉnh, tích lại ngày một dày thêm tại quê hương Việt Nam. Và có lẽ hơn bao giờ hết, Việt Nam cần phải thay đổi luật bầu cử, cần ban hành luật về hội để người dân có cơ hội tìm được người đại diện thực sự cho mình, cho cộng đồng mình đang sinh sống,
để liên tục gây sức ép cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vấn đề chung mà họ đang phải đối mặt. Tuy nhiên, cũng vì cày cấy để kiếm cơm, người dân lại thờ ơ với chính trị. Nếu không thay đổi, thì bi kịch lớn hơn đối với dân tộc sẽ tiếp tục xảy ra và nỗi đau thương của người dân bị dồn nén tới mức không thể nén thêm được nữa. Và rõ ràng, với việc nước Anh dựng phim tài liệu về 39 người chết thương tâm, đây là cái tát vào mặt chế độ phi nhân. Phim tài liệu là loại phim phản ánh vấn đề lớn trong xã hội. 39 thi thể chết trong xe đông lạnh nói lên một thực trạng rất nhức nhối ở xã hội Việt Nam. Nó là một bằng chứng cho thấy Đảng Cộng sản đã làm gì với người dân Việt Nam mà để người Việt phải chạy trốn đến như vậy. Đài BBC là một tờ báo và công ty truyền thông lớn hàng đầu của thế giới đã quyết định làm phim tài liệu về 39 cái chết thương tâm này. Đây là điều cần thiết. Đây là hình ảnh thư chia buồn 39 cái chết thương tâm của Thủ tướng Anh. Những người quốc tịch Việt Nam đã chết trong thùng kín trên đường từ Bỉ đến Phuket ở Essex vào tháng 10 năm 2019, gây sốc cho thế giới khi đó. Việc đài BBC làm phim tài liệu này chẳng khác nào người Anh muốn tát vào mặt chế độ Cộng sản về sự vô trách nhiệm của họ đối với nhân dân của mình. Nó bắt đầu hé lộ một đường dây buôn lậu người theo bộ phim tài liệu có tên là Săn lùng những kẻ giết người bằng xe tải ở Essex, sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ giờ Anh Quốc vào thứ Tư trên đài BBC Told. Và sự vô trách nhiệm của chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện như thế nào? Vụ 39 người chết năm ấy đã làm chấn động cả thế giới, nhưng Quốc hội Việt Nam không thảo luận, phân tích và tìm ra nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc nhiều người Việt Nam bất chấp sinh mạng của mình để ra nước ngoài một cách bất hợp pháp hay không. Giữa lúc dư luận Việt Nam vẫn đang chấn động về thông tin có thể có nhiều người Việt Nam trong số 39 người chết trong xe tải đông lạnh ở Anh, và con số này có lẽ không dừng ở đây nếu vụ việc vẫn bị quyền lãng tại Quốc hội Việt Nam. Ngay vào thời điểm hơn 500 đại biểu Quốc hội đang thảo luận xem xét những vấn đề quan trọng của đất nước vào kỳ họp thứ 8 khi đấy, tức là diễn ra vào ngày 21 tháng 10 đến 27 tháng 11 khi đó, nhưng 39 mạng người thì họ xem như không quan trọng. Lúc đó, ông Nguyễn Phú Trọng đang là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước thì lại nói rằng chưa bao giờ đất nước đẹp như bây giờ, và đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến trách nhiệm quản lý xã hội của chính quyền và làm sao lại có thể để cho người dân của mình phải bôn ba liều mạng đi nước ngoài một cách bất hợp pháp như thế. Nếu trong tình hình trong nước ổn định, làm ăn tuy không dễ nhưng cũng sống được, thì ai dại gì liều mạng đi như vậy? Nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng bi thảm hiện nay là từ thể chế chính trị và sự vô trách nhiệm và quá yếu kém trong công tác quản trị xã hội của Đảng và chính quyền. Giữa lúc các tổ chức tuyên truyền và lý luận chính của Đảng nói rằng không dám phân tích và tìm nguyên nhân cơ bản của tai họa và trách nhiệm tối thượng của thảm kịch này không phải là các chính sách nhập cư đã trục trặc từ rất lâu ở nước giàu. Trách nhiệm này thuộc về Việt Nam, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam họ xem như không phải lỗi của họ vậy. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng không hề nói lời nào về 39 cái chết thương tâm của người dân Việt Nam. Từ khi khái niệm quốc gia được thành hình, đồng thời với các khái niệm về lãnh thổ, biên giới, quốc tịch, chính phủ v.v., thì khuynh hướng di dân tự nhiên, tức là xuyên biên giới, tức là di dân lậu đã chấm dứt. Nó không hề là quá trình tự nhiên đã diễn ra từ ngàn xưa và sẽ còn tiếp diễn trong tương lai, như tờ báo Tuổi Trẻ đã viết như vậy. Hiện tượng di dân lậu chỉ thấy ở các quốc gia có chiến tranh. Hiện nay châu Âu đã và đang bị khủng hoảng do di dân, cũng có hàng loạt và quá đông đảo đến hàng triệu người đến từ các quốc gia như Iraq, Afghanistan, Sudan, Syria, v.v. Trên phương diện công pháp quốc tế, những người này có thể được hưởng quy chế vì tị nạn quốc gia, tiếp nhận không có quyền xua đuổi. Mặt khác, nếu thành phần di cư này đi bằng phương tiện vượt biên, luật quốc tế áp dụng trên biển cũng sẽ khác hơn, tức là không được quyền từ chối cứu nạn. Và nhà nước Việt Nam đã làm những gì khiến người dân phải chết thảm đến như vậy? Việt Nam là một quốc gia đang giải thể hay là một đất nước hòa bình từ năm 20 năm 50 năm rồi? GDP năm nào cũng tăng 6-7%, nhưng người dân lại cứ thế phải bỏ mạng nơi xứ người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2021 với bản tin Vụ 39 xác lạnh được dựng thành phim, Anh Quốc muốn vào mặt Đảng Cộng sản Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de